Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Lén đặt hũ gạo tại vị trí này sau một đêm, gia chủ sẽ giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ùn kéo vào nhà. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo học thuyết phong thủy hiện đại thì việc đặt hũ gạo trong nhà có thể cải vận và mang tới sự ấm no, sung túc đủ đầy cho gia chủ. Bởi lẽ đối với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam thì lúa gạo là nguồn lương thực chính. Việc đặt hũ gạo đúng vị trí thuận lợi sẽ giúp gia chủ tăng nguồn năng lượng tài lộc để mái ấm của bạn được dồi dào vượng khí, phúc lộc tràn đầy, dư giả của ăn của để. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa biết rằng nên đặt hũ gạo ở đâu thì tốt. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi có mặt ở đây để giải đáp câu hỏi đặt hũ gạo ở đâu trong nhà giúp tiền bạc kéo đến ùn như nước. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lén đặt hũ gạo tại vị trí này sau một đêm, gia chủ sẽ giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ùn kéo vào nhà. Đối với mọi gia đình Việt Nam thì hũ gạo không chỉ có chức năng lưu trữ nguồn lương thực, mà còn có tác dụng phong thủy vô cùng to lớn. Để tài vận của cả gia đình luôn được hanh thông, cả nhà luôn yên ấm, hạnh phúc, vui vẻ, thuận hòa, các bạn cần đặt hũ đựng gạo ở vị trí hợp lý. Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí với các bạn về cách đặt hũ gạo đúng phong thủy để mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ ngay bây giờ nhé. Thứ nhất, vị trí vàng đặt hũ gạo phong thủy giúp tài lộc dồi dào. Theo như phong thủy học, hũ gạo dùng để chứa lương thực trong ngũ hành thuộc hành thổ. Vì vậy, trước tiên nên xét tới phương vị trong vị trí. Hũ gạo đặt ở hướng thổ sẽ hưng vượng nhất, nghĩa là hướng tây nam hoặc đông bắc của ngôi nhà. Nếu như bạn không dành về vị trí đặt hũ gạo trong nhà thì có thể lựa chọn vị trí đặt hũ gạo theo cách đơn giản nhất, đó là đặt hũ gạo ở nơi kín đáo trong nhà bếp, nơi có ít người qua lại. Bởi lẽ theo tập quán truyền thống của người Á Đông thì hũ gạo cũng giống như kho của cải của gia đình. Chính vì vậy, hũ gạo nên được cất giữ ở chỗ kín đáo, tránh để người ngoài nhìn thấy hũ gạo nhà bạn khi đi từ cửa vào. Hãy đặt hũ gạo trong bếp ở góc khuất là tốt nhất. Nếu đặt hũ gạo ở nơi tấp nập người qua lại sẽ khiến tài lộc tiêu tán, khó tụ lại, gia đình cũng không được hưởng nhiều phước lộc. Bên cạnh đó, vị trí đặt hũ gạo phải là nơi cao ráo, thoáng mát và sạch sẽ, tránh vị trí ẩm thấp và mất vệ sinh, nhất là những nơi thường xuyên có chuột bò hoặc gián kiến bò vào thì bạn cần tuyệt đối tránh, không đặt hũ gạo, kẻo tiền bạc đội nón ra đi hết cả, thần tài cũng ngao ngán mà quay lưng bỏ đi đấy nhé. Thứ hai, mẹo lựa chọn hũ gạo giúp chiêu dụ tài lộc về nhà. 1. Lựa chọn chất liệu phù hợp cho hũ gạo. Thay vì sử dụng chất liệu kim loại hoặc gỗ, gia chủ nên sử dụng hũ gạo làm từ gốm sứ sẽ tốt hơn. Gốm sứ thuộc hành thổ, hũ gạo làm bằng gốm sứ giống như là một mảnh đất sinh ra tài lộc, sự sống, biểu tượng của sự hưng vượng tốt lành. Sự kết hợp giữa thổ của gạo và thổ của chất liệu gốm sứ càng giúp cho thổ khí thêm bền bỉ và ổn định, mang tới những điều tốt lành cho gia chủ. Hũ gạo làm bằng kim loại thuộc hành kim sớm muộn sẽ hút hết thổ khí của gia chủ. Còn trong trường hợp
hộp làm bằng gỗ thì mộc của hũ gạo sẽ khắc với thổ của gạo. Vì thế, hũ gạo làm bằng kim loại hoặc gỗ cũng ngụ ý của điểm xấu không tốt lành, phá tài phá lộc của gia chủ. Trường hợp hũ gạo làm bằng gỗ không còn gây tác hại gì nữa đều đã được làm phép hóa xài. Thời buổi hiện nay, nhiều gia đình sử dụng hũ nhựa để đựng gạo. Vật liệu này chỉ tiện ích chứ không có ý nghĩa trong phong thủy nhà ở. Ngoài ra thì nếu dùng nhựa không tốt lại có hại cho sức khỏe các thành viên trong nhà. 2. Hình dáng của hũ gạo thế nào là tốt nhất? Tốt nhất là bạn nên chọn hũ gạo có hình tròn thuộc hành thổ. Còn đối với các hình khác như hình chữ nhật, hình vuông hay những hình có nhiều góc nhọn khác đều không nên sử dụng vì mang nguồn vận khí xấu. Đối với hũ gạo cũng cần chọn lựa kích thước để mang lại sự may mắn hưng vượng nhất có thể. Chẳng hạn nên chọn hũ gạo cao và sâu thay vì lấy loại nông và cạn. Đơn giản một điều mà chúng ta vẫn được chứng kiến hàng ngày, hũ gạo đại diện cho cái miệng, sự no đủ và dư giả trong cuộc sống. Hũ gạo càng cao và càng sâu là biểu hiện tiêu biểu thể hiện sự đủ đầy, sung túc và lâu dài của gia chủ. 3. Màu sắc của hũ gạo giúp thu hút tài lộc. Bật mí với bạn rằng một hũ gạo mang lại may mắn cho phong thủy nhà ở khi nó có màu nâu đất hoặc vàng đất vì mang thổ khí vượng. Nếu là thời xa xưa, màu sắc này lại càng phổ biến trong nhiều gia đình vì đơn thuần nó mang lại sự may mắn và lộc tài cho các thành viên trong gia đình. Hiện nay, công nghệ tiên tiến và phát triển, hũ gạo bằng một cách nào đó đã có nhiều màu sắc và họa tiết hơn. Tuy nhiên, những hũ gạo càng sặc sỡ và phức tạp như vậy lại càng khó thu hút tài lộc hơn, vì đơn giản là nó không mang một ý nghĩa phong thủy nào. Thứ ba, mẹo phong thủy cho hũ gạo giúp gia đình êm ấm dư giả, sung túc đủ đầy. 1. Hãy đặt một bao lì xì đỏ dưới đáy hũ gạo. Các nhà phong thủy vẫn thường khẳng định khi chúng ta đặt một phong bao lì xì màu đỏ có đựng tiền bên dưới đáy thùng, sau đó đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc, kiếm được nhiều nhưng tiêu xài rất ít. Phương pháp này bạn có thể áp dụng quanh năm chứ không riêng gì ngày Tết. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian thì ngoài việc đặt bao lì xì dưới đáy của hũ gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng cách trùm một miếng vải đỏ lên nắp hũ gạo. Phương pháp này cũng giúp gia chủ thu hút nhiều tài lộc. Vào dịp cuối năm, các chị nhớ đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo và đổ đầy hũ gạo để sang năm mới tiền bạc đầy nhà, không lo thiếu thốn. Điều này sẽ đặc biệt phát huy tác dụng với các hũ gạo làm bằng sành hoặc sứ, vì chúng thuộc hành thổ mà màu đỏ là hỏa sinh thổ, nên sẽ góp phần giúp con đường công danh sự nghiệp của cả nhà ngày càng thăng tiến. Nếu là người làm ăn buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt. Một số chuyên gia phong thủy còn đặt một túi đỏ chứa tiền thật hoặc 3 đồng xu bên dưới đáy của bình gạo. Bạn có thể thử cách này với hy vọng tăng sự may mắn và giàu có. 2. Đừng bao giờ để hũ gạo trong tình trạng trống rỗng. Chính vì hũ gạo đại diện cho kho lương, cho tài lộc cũng như sự no đủ sung túc của gia đình, vì vậy gia chủ nên cố gắng giữ cho hũ gạo được đầy. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, giữ ít gạo trong hũ cũng được coi là tài lộc còn vương lại. Gạo trong hũ hết chẳng khác nào lương bổng vừa đến đã đi. Ngược lại,
gạo trong hũ luôn đầy ắp sẽ giúp gia chủ mở cửa tài lộc, đón sự sang giàu, phú quý và cuộc sống đủ đầy. Quý vị thân mến, người xưa vẫn thường truyền tai nhau rằng nếu đặt hũ gạo ở vị trí đại kỵ thì tiền bạc cứ theo nhau đội nón ra đi hết cả, gia chủ có làm lụng vất vả mãi cũng chẳng thấy khấm khá lên được là bao. Vậy bạn có muốn biết đó là các vị trí đại kỵ nào mà chúng ta lại cần tuyệt đối tránh không đặt hũ gạo hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, đừng bao giờ đặt hũ gạo ở hướng đông và đông nam. Theo như phong thủy học, hũ gạo dùng để chứa lương thực trong ngũ hành thuộc hành thổ. Vì vậy, trước tiên nên xét tới phương vị trong vị trí. Hũ gạo đặt ở hướng thổ sẽ hưng vượng nhất, nghĩa là hướng tây nam hoặc đông bắc của ngôi nhà. Bên cạnh đó, ngũ hành mộc khắc thổ, gia chủ không nên đặt hũ gạo ở hướng nam hoặc đông nam của ngôi nhà, vì dễ khiến tài lộc hư hao thất thoát, vận may cũng tự nhiên mà không còn nữa. Đồng thời, trên thực tế, hũ gạo đại diện cho phương diện tài lộc của gia chủ, không nên đặt ở nơi dễ nhìn hoặc trong tầm mắt khi từ ngoài cửa bước vào. Thay vào đó, gia chủ nên đặt ở những nơi khô thoáng, kín đáo. Nếu muốn tiện lợi hơn thì vẫn nên đặt trong nhà bếp. Thứ hai, tránh không đặt hũ gạo ở vị trí cung tài lộc. Có một điều quan trọng mà gia chủ cần ghi nhớ, đó là không nên đặt hũ gạo ở nơi tài vị, vì ít nhiều cũng đè nén sự hưng vượng của tài khí trong nhà, và mỗi ngày chỉ nên mở hũ gạo với số lượng ít, thời gian ngắn và tần suất nhỏ. Do là vật phẩm nặng nề nên theo như quy tắc phong thủy thì hũ gạo dùng để đặt ở những nơi có tác dụng trấn áp họa khí, sát khí. Nếu đặt ở sát vị thì độ nặng của nó có thể trấn tà, chế sát. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về những nguyên tắc phong thủy đối với hũ gạo giúp chiêu dụ tài lộc kéo về để cả gia đình luôn được bình an, ấm êm hạnh phúc. Cùng với đó thì bạn hãy tuyệt đối tránh xa các vị trí đại kỵ, không nên đặt hũ gạo mà Phú Quý Tài Lộc vừa chia sẻ trên đây, kẻo khó khăn.